hello chào mọi người lại là khu vườn bé nhỏ của mình đây nói là khu vườn tại mình đặt tên là vườn thôi chứ nó có vài cây thôi mình rất là vui nhưng hôm nay hôm nay mình sẽ thu hoạch mận đó mọi người Đó, cây mận của mình đã có trái rồi chỉ có ba trái duy nhất thôi ủa, hôm nay là ngày vui nhất của mình đó là ngày thu hoạch mận bây giờ mình mở ra nha ai vậy đó đi theo đi ủa ba trái mận tại lãnh như là biết nhà mình có ba người cho nên gì có ba trái á mọi người ơi. Phong ơi. Ba trái mận nè thấy chưa? Chỉ có ba trái thôi, hai luôn rồi đó. Ba trái mận đầu tiên. Cây mận rất là hiểu ý gia đình của chúng ta. À cây mận chỉ cho có ba trái thôi. Bà cho ổi luôn không? Bà đây cái ở đây cái ở mà ăn hổm rài đó mọi người, ăn lần được một trái, một trái, một trái vậy đó. Rồi, cái ỏi, Ok chưa? Lần này là cái ổi đẹp nhất luôn á anh. Ổ lê đó. Mà em bé thấy nó bị kiến kìa anh. Ăn ừ. An được luôn không? Được. Rồi mọi người hái luôn đi. Ơi, thổi nó bay em vô mặt. Rồi hái luôn chứ chứ ở luôn mọi người. Rồi hôm nay thu hoạch quá sai luôn. Khu vườn chịu quả. Ừ. 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 Làm gì? Cứ kìa, cứ kìa, mặt à. Chỉ có chị Nhi là hơn mày nhất thôi đó. Rồi rồi bây giờ mình vô mà năm chém muối ớt nha nhưng mà à, tiện thể khoe với mọi người luôn là cái cây gì của mình cây lưỡi hổ của mình một một nhánh nè lan cùi của mình nó ra hoa nó nè đó lan này ra hoa còn cái mai chiếu thủy nó chỗ bông thơm lừng luôn đó khu vườn cùi cùi như vậy nhưng mà hả cũng có nhiều cái để để để, để cảm thấy mình mình vui lắm đây hoa giấy nữa đó nha à, đu đủ nè đu đủ lần hai là chuẩn bị nó nha có bông rồi đó có ừ, cái mận hả à cái ổi cái ổi có bông mới à ba nhìn có mận còn có bông nào nữa không ba cái mận này trồng cũng gần 2 năm rồi hả ta một lượt với cái ổi á chắc năm mấy gì đó đây là cái cái quả đầu tiên á À quên khoe nữa Có một loại hoa vàng bên đây nữa Đây cây hạnh nữa nha Cây hạnh có trái đây nè nè Cây hạnh này mua hôm Tết đó mọi người Xong rồi trồng xuống thì nó phá Đây Hoa vàng Hoa này là hoàng yến Nhưng mà sao cái 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 hoàng yến này nó không có được tốt Anh ơi cái nhánh hoàng yến mới này nó mới tốt nè Nó xum xê luôn Ha Trời ơi. Tại bây giờ mình thưởng thức ba trái mận với trái ổi này coi. Đây, cái ớt chim ỉa nữa. Quên khoe với mọi người đây là cái ớt chim ỉa. Ra trái lần hai xanh luôn nè mọi người nhìn kỹ đi ha. Rất là nhiều, bên đây là đỏ nè. Dạ, yeah. mà nhà mình à, quá trời kiến luôn á. Nè, nhà mình ăn không kịp luôn. Rồi cái bắt đầu nó rụng xuống dưới này. Ừ. Ừ, chim nó ăn nè. Đó, nhà mình có cái ớt luôn đó nha mọi người Còn cây hai giấy kìa dạ, Nó cao chót vốt lên đây nè Đó, hoa nó nằm trên luôn đó mọi người Trên bụi tầm dông luôn nè À, nhà mình có cái mít nữa đó nha Cái mít mà mình mà chỉ mới trồng thôi Cho nên là nó mới có ra lá non Mình có hai cây mít ừ, ừ. Anh, cái này là gì anh? Đọt á hả? Còn đu đủ thì đang gầy lại và một cây xài nữa nè cái xoài cái xài ra đọc non mưa xuống nó tốt quá rồi bây giờ chúng ta sẽ vào um, ăn mận và ổi nhà trồng ổi nhà trồng chỉ tưới bằng nước thôi hoàn toàn không có phân bón gì cả luôn nha mọi người cái ổi này thì ăn chắc được nhiều trái rồi năm bảy trái gì rồi. còn mận là ba trái đầu tiên thôi rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip uhm, mọi người à, yêu quý xin hãy cho mình một like và nhớ ủng hộ kênh hân trần nha à, đăng ký kênh hân trần để được xem nhiều clip hơn nha bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào video sau bye bye